Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay Toyota Tân Cảng là giới thiệu cho các bạn một mẫu xe Nova. Và phải nói luôn là những cái xe này, nếu mà anh chị nào mà đang đi kiếm mẫu Innova form cũ này, phải nói khá là hiếm nha anh chị ha. Thì hôm nay Toyota bên mình vừa về một xe, đó là Innova số sàn 2015 nha anh chị ha. Đây là form 2015-2016 nha anh chị. Xe mới đi được 140 mấy ngàn cây số thôi. Thì tại Toyota Tân Cảng bên mình đang định giá bán là 408 triệu cho em Innova số sàn 2015 này. Thì phải nói là bây giờ anh chị nào mà chê mắt thì Khoa cũng nói thiệt luôn là nếu mà cái giá đó thì anh chị bây giờ anh chị đi kiếm mua xe này á, thì phải nói là trên thị trường đang bán với giá tầm khoảng 390-400 gì đó, thì bên Khoa có thể bán mắc hơn. Nhưng mà Khoa cam kết với anh chị luôn, xe khá là đẹp, khá là chất nha anh chị ha. Đó, đúng nghĩa 2015, không taxi, không dịch vụ nha anh chị, xe gia đình luôn, mang biển số trắng thành phố Hồ Chí Minh, phải nói là khá hiếm. Anh chị nào mà đi kiếm mua cái form cũ này phải nói là kiếm xe không ra đâu nha anh chị ha, rất là hiếm luôn. Lâu lâu bên Khoa còn sót lại một hai xe về thôi. Hôm nay Khoa quay phim lên clip liền cho anh chị để anh chị tham khảo lên mua xe nhá. Đó. Thì xe thì bên mình cam đoan kết là không đâm đụng mà ngập nước luôn. Đó. Mâm vỏ là còn ok, rất là ok nha anh chị ha. Gai lớp còn khá là dày nha anh chị. Thì xe này bên Khoa có hỗ trợ ngân hàng, nhưng mà do đời này nó sâu quá nên ngân hàng không hỗ trợ vay nữa nha anh chị ha. Mình thùng nè, anh chị thấy không? Còn rất là đẹp nha anh chị nha. Đó. Có một cái ốp mạ rơm chảy thì trước rồi sao, anh chị thấy mình thùng rất là đẹp không? Không có gần sóng luôn nha anh chị ha. Đó. Xe tuy là bụi nhưng mà còn khá là đẹp nha anh chị. Đây, coi vỏ lớp phía trước nè. Đó, anh chị thấy cái chất xe quá đẹp luôn á. Phải nói là hiếm, bây giờ rất là hiếm nha anh chị ha. Anh chị mua bây giờ, Khoa bữa giờ rất là nhiều thông tin tiếp nhận là coi xe Innova số sàn 2015-2016 cái form này anh chị. Nhưng mà hầu hết cái xe bây giờ thải ra ngoài thị trường bán anh chị là đều là kinh doanh dịch vụ của vận tải taxi là nhiều. Đó, nên đâm ra cái chất xe rất là xấu. Đó, còn cái xe này là xe đúng nghĩa gia đình nha anh chị ha. Đó, ốc ác đồ này kia còn rất là đẹp luôn. Anh chị thấy dàn nhựa nè. Đó, sáng trưng, miếng ốp nhựa còn mới tinh nha anh chị ha. Xe rất đẹp luôn, lên bộ cái da rất là dễ thương nha anh chị ha. Màu rất là sáng. Đây, vàng gầm nè. Anh chị thấy không? Gầm rất là đẹp luôn. Thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa đó, mua xe về cũng kiểm tra 136 hạng mục rồi. Vàng gầm, đồ phuộc, đồ anh chị ha. Còn rất là ổn, không có bị gì hết. Đó, mình mua về mình sử dụng mình đi thôi nha anh chị nha. Đó, vàng ghế anh chị thấy không? Rất đẹp luôn. Đó là hiếm, cực kỳ hiếm cho cái Innova 2015 đời này nha anh chị ha. Và cái chất xe nó quá đẹp đi. Thật sự là bây giờ phải quay phim, mà đang là 1 giờ trưa mà phải ra quay phim để up cái hình xe này lên liền cho anh chị có nhu cầu để tham khảo liền nha. Chứ không là bên Khoa bán rất là nhanh nha anh chị nha. Rồi, đi tới cabo. Anh chị, đây, cái này là cũng được mai lại rồi nha anh chị. Ghế da thì mới bọc lại thôi, khách này bọc lại thôi. Cổng cửa còn rất chắc luôn. Bây giờ Khoa đi tới phần động cơ cho anh chị xem nhé. Anh chị thấy không nè, những cái khung treo cách nước nè, đó còn nguyên nè. Ốc hai cái về trước còn chưa tháo luôn anh chị ha. Cabo chưa tháo luôn nè, 25 tới giờ nha anh chị nha. Xe đẹp tới như vậy thôi cũng không có gì để chơi hết nha anh chị, không có gì bàn cãi luôn. Đó. 8 năm sử dụng, xe không đâm đụng, không bị gì hết. Rất là ổn nha anh chị ha, con còn rất là ngọt luôn. Đó. Thôi thì cũng xin kết thúc video tại đây. Con xin nhắc lại đây là Innova số sàn 2015 đi được 144.000 cây. Thì tại Toyota Tân Cảng đang rao bán là 408 triệu cho em Innova số sàn 2015 này. Anh chị nào có nhu cầu lên Toyota Tân Cảng xem xe trực tiếp anh chị, xe rất đẹp, cam kết với anh chị luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị ạ.